Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách xác định một cái máy iPhone 6 nó bị cái lỗi là không lên màn hình. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xác định là nó không lên màn hình hay là nó mất nguồn bằng những cái cách mà user, một người sử dụng có thể làm được các bạn ha. Thì nếu như một cái máy iPhone 6 chúng ta đang xài tự nhiên nó bị không có lên màn hình đúng không? Thì những cái cách như các bạn biết muốn biết nó bị không lên màn hình hay không á, thì hoặc là mất nguồn thì các bạn có thể sử dụng một cái số điện thoại khác để các bạn gọi vào, thì lúc này cái máy chúng ta nó sẽ kêu reng 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 đúng không? Rồi cách thứ hai nữa là các bạn có thể sử dụng cái cọng dây cáp sạc á, các bạn cắm sạc vào thì các bạn sẽ thấy cái máy nó rung nhẹ lên cái hoặc là nó kêu cái ton ton đúng không? Rồi và một cách thứ ba nữa, nếu như hai cách trên không sử dụng được thì các bạn có thể lấy cái máy vi tính để các bạn cắm cáp vào để cho iTunes nó nhận ha. Nếu như iTunes nó nhận thông báo như vậy là có nghĩa là cái máy chúng ta đã restore rồi, chúng ta bị lỗi chúng ta không biết lỗi gì, chúng ta restore đúng không, thì nó sẽ nhận như vậy. Rồi nếu mà nó nhận ở cái màn hình này có thể là máy chúng ta đang bị dính những cái passcode đúng không, chúng ta cài đặt cái mã bảo vệ á, còn nó báo như vậy là cái máy chúng ta nó cần phải bấm vào cái chữ trust để nó nhận máy tính. Còn nếu như báo như vậy thì cái máy chúng ta đã bị mất nguồn rồi. Máy chúng ta đang ở chế độ khôi phục, có nghĩa là chúng ta phải chạy software lại, restore nó lại ha. Rồi, sau khi xác định được cái máy chúng ta nó bị cái lỗi là không lên màn hình chứ không phải là mất nguồn đúng không? Thì chúng ta sẽ tháo cái màn hình ra. Và cái cách tháo cái máy như thế nào thì trong cái clip icivic.vn đã có hướng dẫn rất là nhiều rồi các bạn ha. Chúng ta sẽ sử dụng cái đồng hồ đo ôm, thì chúng ta sẽ chỉnh thang đo X10 các bạn và que đo chập lại và chỉnh trở về không ha. Các bạn xem những cái video clip kia các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Rồi chúng ta sẽ đợi cái main lên, thì các bạn muốn biết cái socket nào là cái socket màn hình đó, các bạn cứ việc ướm cái màn hình vào. Thì trong cái clip, cái này là trong cái clip begin đó, những cái video clip mà hướng dẫn tháo ráp thì các bạn cũng đã quá rõ rồi ha. Cần này, trong này chúng ta đã tiến vào đến là kỹ thuật sửa main rồi, thì chúng ta phải thừa biết rồi đúng không? Thì mình sẽ chia sẻ các bạn thêm một để các bạn nhớ lại ha. Rồi các bạn gắn cái socket này vào là socket cảm ứng đúng không, và socket kế tiếp nữa là socket gắn vào là nó là cái socket màn hình. Rồi còn thấy chưa, socket màn hình gắn vào như vậy thì chúng ta đã biết được cái socket nào quản lý cái phần màn hình rồi ha. Thì sẽ có hai cách để chúng ta biết được cái lỗi của nó xuất phát từ đâu, đó là chúng ta sẽ đo tổng trở trên cái main này so với cái tổng trở main mẫu. Thì cái main mẫu các bạn có thể sử dụng một cái main mất nguồn hoặc một cái main bị iCloud á. Cái main bị iCloud thì nó hoạt động ổn định, nó hoạt động bình thường, nó chỉ bị iCloud thôi đúng không? Thì que đen các bạn sẽ chấm vào mask và que đỏ các bạn sẽ đo từng chân trên socket các bạn ha. Rồi các bạn thấy không? Đó cái đồng hồ bên dưới á, mình định để cái kim nó nhích nhích cho bạn thấy nhưng mà nó chùm gần quá nên thôi, một lát nữa mình sẽ để cái main mẫu đi cho các bạn thấy. Rồi thì que đen các bạn chấm vào mask. Mask ở đây còn gọi là ground, bạn gọi là đất á, hay là GND các bạn ha, GND. Que đỏ các bạn chấm vào những cái chân trên cái socket, các bạn đo hết cái socket luôn ha. Rồi các bạn để ý xem cái chân nào nó bị mất trở kháng đúng không, mất tổng trở, hoặc cái chân nào có tổng trở nó các bạn nghi ngờ nó sai lệch. Sau đó các bạn sẽ lấy cái main iCloud, còn thấy không, đây là main iCloud, main mẫu để mình để dùng để mình đo, và chúng ta sẽ đo trên cái main mẫu và chúng ta dựa vào cái sự sai lệch giữa cái main bị lỗi và cái main mẫu để chúng ta biết được cái chân nào là cái chân lỗi. Đúng chưa? Khi mà các bạn đã biết được cái chân nào là cái chân lỗi rồi, hoặc là các bạn đo trên cái main bị lỗi á, đo ok full không có bị gì hết. Đúng không? Rồi thì một lát mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để xác định được cái con IC nào là cái con IC mà xử lý cái phần màn hình ha. Rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mở cái phần mềm mà ZXup lên và sẵn tiện mở cái phần mềm Blackfish lên. Rồi mình sẽ chọn cái series iPhone 6. Đây là phần mềm Blackfish các bạn. Bạn thấy không? Blackfish. Tắt thông báo ở đây. Mở ZXup lên. iPhone. Chọn series là iPhone 6. Rồi. Các bạn còn nhớ ha. Lúc nãy là cái socket màn hình là chúng ta gắn cái socket này đúng không? Đây, thì cái socket này nó sẽ tên là Z2019, nó sẽ quản lý cái phần hiển thị màn hình và đèn màn hình các bạn ha. Các bạn nhớ ha, Z2019. Rồi, thì mình đã biết được cái socket hiển thị, cái socket mà để điều khiển phần màn hình nó tên là Z2019 rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ tiếp tục mở cái phần mềm Blackfish lên, mình sẽ search với cái từ khóa là Z2019 để mình xem cái mạch của nó. Các bạn thấy chưa?
Đây thì cái đặc trưng của cái sơ đồ của iPhone các bạn thấy ha, những cái đường mà nó tô đậm á, là những cái đường app, những cái đường app cấp, còn những cái đường mờ mờ á, thì thường là những cái đường data. Thì lúc này chúng ta sẽ qua cái máy chúng ta không lên màn hình đúng không, chúng ta sẽ quan tâm đến những cái đường data này và những cái đường app cấp cho cái phần màn hình. Còn những cái đường các bạn thấy nè, như BL SCAD, SCAD là dưới tắt của chữ cathode các bạn ha, cathode 1 phải không, BL cathode 2 hoặc là BL anode. Cái chữ BL viết tắt của chữ backlight là cái phần đèn màn hình đó, lúc này mình không quan tâm nữa tại vì cái máy chúng ta nó bị không lên màn hình mà ha. Có những máy nó không lên màn hình nhưng mà nó vẫn sáng đèn màn hình mờ mờ các bạn, còn có những máy mà nó không lên màn hình nó sẽ không cắt ti cái phần đèn màn hình này luôn. Rồi, ở cái trường hợp này là cái máy này nó không lên gì cả ha. Rồi, thì như các bạn cũng thấy ha, lúc nãy đó mình có thể mình đo, nghĩa là que đen mình chấm mát, que đỏ mình đo từng chân từng chân từng chân từng chân từng chân một đúng không? Nếu như ở một cái máy như mình ví dụ đi, các bạn đo thấy một cái chân này đi, cái chân này đi nó bị mất tổng trở đúng không? Rồi thì mình biết được chân này là chân số 29 bị mất tổng trở đúng không? Rồi đây. Phóng to lên nó sẽ hiện lên cái số chân các bạn. Rồi. Chân 29 là chân này đúng không? Thì mình sẽ nhấn vào đây đúng không? Rồi mình sẽ tiếp tục mình đo tại cái điểm này. Đo tại đây mà mất trở thì mình tiếp tục mình đo tại điểm này, có nghĩa que đen chấm mát, que đỏ chấm tại đây mất trở. Que đen chấm mát, que đỏ chấm tại đây mất trở đúng không? Que đen chấm mát, que đỏ chấm tại bên này mà có trở, các bạn thấy không? Đây là cái cuộn dây nè, đúng không? Nó là cuộn dây mà nó dẫn điện từ đây qua đây. Thì đo tại đây mất trở mà đo tại đây có trở có nghĩa là nó bị đứt đường, đứt cái cuộn dây rồi, cuộn dây nó bị mục bị đứt rồi. Thì lúc đó chúng ta chỉ bị châm cái cuộn dây này lại thôi. Thôi. Còn cái trường hợp như mà chúng ta đo mà ok hết, chúng ta đo chân ok hết mà không có bị đứt chân, các bạn đo cái men bị lỗi á, với lại các bạn so sánh với cái men mẫu á, các bạn đo ha, tổng trở đúng hoặc là gần đúng, không có bị mất gì hết, thì lúc này chúng ta sẽ thay thế sự thử IC cấp áp cho nó ha. Tại vì các bạn thấy những cái đường data này, các bạn thấy nè, ví dụ đi chân 25 ha, những cái đường data nó sẽ đi qua cuộn dây rồi nó đi một cái nữa, nó đi thẳng vào CPU rồi, các bạn thấy không? Nếu mà những cái đường này đi vô CPU rồi chúng ta đâu có làm con CPU được đâu, thì lúc này chúng ta sẽ làm thử IC cấp áp cho nó. Như vậy thì làm sao biết được con IC nào là con IC cấp áp cho cái màn hình đúng không? Rồi thì tiếp tục mình mở cái phần flash lên, các bạn thấy không, những cái đường đen đen tô đậm này là những cái đường cấp áp này, các bạn thấy không, đó tô đậm những đường cấp áp nè, 1/8 nè. Bây giờ mình sẽ coi áp 1/8 chân 29 là con nào cấp đúng nha, chân 29 áp 1/8 các bạn thấy không, nó đi thẳng vô IC nguồn, rồi IC nguồn cấp áp rồi một. Nhưng mà coi các bạn thấy là IC nguồn nó cấp áp cho cái đường này, thậm chí là nó cấp luôn cho rất là nhiều con, nó cấp luôn cho ổ cứng. Nếu mà cái đường này mà nó mà lỗi á thì nó sẽ gây ra mất nguồn luôn chứ không phải là không lên màn hình đâu các bạn ha. Rồi, tiếp tục bỏ qua cái đường này, mình sẽ xem tiếp những cái đường như là chân 26 và chân 28 nè. Áp 5/7 nè, các bạn thấy không? Chân 26 nè. Rồi, nó đi qua cuộn dây FL này. Nó đi vào rồi đây, vào con IC này. Như vậy là con IC này con IC có mắt màn hình rồi đúng không? Rồi. Chân 26 với chân 28. Tiếp tục. Chân 26. Chân 28. Chân 28 nó đi qua cái cuộn dây FL này các bạn thấy không? Nhấn vào đây nữa. Rồi, nó đi vô con IC này. Rồi, như vậy thì mình đã biết được là cái con IC này chính là cái con IC cấp áp cho cái màn hình các bạn thấy không? Đó, cái cách mà để các bạn xác định con IC nào làm nhiệm vụ nào là cũng từ đây mà ra nè ha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ thay thế thử cái con IC này ha, ở một cái trường hợp mà mình đo một cái máy mà tổng trở nó ok hết, nó không có đứt, không có đứt đường, không có gì hết, thì mình sẽ tiến hành mình thay thế thử con IC này. Thì sau khi mà đo tổng trở trên một cái main, trên cái main nó bị lỗi á, thấy là không có bất kỳ một cái chân nào đó mà nó có cái trở kháng sai lệch hoặc là nó bị mất trở kháng hoặc là nó bị chạm đúng không ha, thì mình sẽ tiến hành mình thay thế thử cái con IC cấp áp cho nó. Thì cái cách để xác định con IC cấp áp các bạn cũng đã biết rồi đúng không, thì lúc này là cái chính là cái kỹ năng của chúng ta, thì là cái kỹ năng để gỡ cái siêu ra và cái kỹ năng để khò lấy con IC ra và làm chân đóng con IC lại. Các bạn cũng đã học trong cái thư mục Basic Skill hoặc là HQ của iCanFit.solution ha, iCanFit.solution á, trong cái web mà hướng dẫn mà tự học sửa iPhone và iPad online của mình á. Rồi nên ở đây thì mình sẽ tua nhanh qua thôi chứ mình cũng không có nói nhiều nữa. Thì theo cái kinh nghiệm mà thực tế của mình làm các bạn ơi, cái con IC cấp áp màn hình này là hầu như nó ít khi nào lỗi lắm, ít khi nào lỗi lắm. Nếu mà các bạn đo mà nó chạm thường nó sẽ chạm những cái tụ xung quanh,
xung quanh con IC, hoặc là nó chạm cái tụ bên mặt con IC cảm ứng á. Còn trường hợp thứ hai nữa là nó sẽ bị rơi vào nước, nó bị nước nó vào, nó ten chân, nó mục, nó mất chân, nó mới lỗi thôi. Còn bình thường hầu như ít hiếm khi nào nó lỗi lắm. Còn ở cái iPhone 6 này mà nó bị lỗi á, thì đa số là thường các bạn thấy nó bị đứt cái chân dưới ốc á, đứt cái chân dưới ốc á, hoặc là do chiếc ốc sai, hoặc là ở những cái máy mà có va chạm nhẹ, hoặc là những cái máy ẩm ẩm thấp nhẹ thì thường nó sẽ đứt những cái cuộn dây mà dẫn áp lên như 5.7 lên cái màn hình á. Nó thường mà hay đứt mấy cuộn dây đó thôi, các bạn chỉ bị chùm lại là xong. Nhưng mà ở một cái máy như các bạn đo tổng trở mà ok hết đúng không? Các bạn đo tổng trở ok hết mà nó vẫn không lên thì bắt buộc các bạn phải tháo IC này ra thôi. Tháo ra xong rồi thì để nhanh gọn lại, các bạn tháo ra xong các bạn thay thế con IC khác. Nếu mà vẫn không được nữa thì các bạn mới dỡ chân lên để các bạn đo đạc đúng không? Thì cái cách đó là cái cách để giải quyết một cái ban nhanh gọn các bạn ha. Còn nếu mà các bạn làm chưa quen thì các bạn làm từng bước từ từ thôi. Rồi sau khi tháo IC ra thì mình sẽ dọn dẹp chì sạch sẽ cho nó. Còn thấy cái miếng đồng và cái miếng keo tản nhiệt bên dưới thì cái này để giúp cho nó nhiệt độ nó tránh ảnh hưởng đến cái con CPU A8 cặp chồng ha, để tránh cái rủi ro thôi. Chứ thực ra cái con IC này nằm cũng tương đối xa. Các bạn làm con IC đèn mới nguy hiểm kìa. Con IC đèn với con IC đèn LED mới nguy hiểm. Còn con cái bắp màn hình này cũng tương đối xa, không có sao đâu. Rồi, dọn dẹp sạch sẽ và đổ chân cho một cái con IC mới và đóng vào thôi. Thường ở những con IC mới các bạn mua về hoặc là các bạn tháo xác ra, các bạn phải làm chân lại ha. Chứ các bạn đừng có để cái chì zin các bạn đóng, nó nguy hiểm lắm. Rồi, khò nhẹ xong rồi để định vị nó lại. Rồi cho một ít nhựa hông vào, xong rồi khò tiếp tục lắc nhẹ một cái là xong thôi. Rất là đơn giản. Các bạn có thể sử dụng cái chì nhẹ lửa để làm để tránh cái rủi ro cũng được thôi. Rồi, tuy nhiên có đôi khi các bạn thay thế con IC này nè thì nó cũng lên màn hình, nhưng mà thường các bạn cũng mình thấy là nó lên, mà nó lên được thời gian nó bị mất lại. Có thể là lúc này do chúng ta khò nóng cái men á nên nó ok, chứ thực sự hai con IC này cũng chưa chắc đâu ha. Rồi, ở những cái trường hợp nếu như mà chúng ta thay thế IC mà vẫn chưa lên nữa thì chúng ta tiếp tục chúng ta mở qua ZDUP để chúng ta đo tiếp những cái chân bên dưới con IC bằng cách chúng ta tháo con IC này ra một lần nữa các bạn ha. Đúng không? Sau khi thay thế con IC thì màn hình nó lại lên thôi. Nếu như một cái máy mà chúng ta gặp cái máy mà rớt nước á, thì rất là may mắn, các bạn thay thế con IC là sẽ ok thôi. Rồi, trường hợp mà nếu mà khi mà chúng ta đã thay thế cái con, sau khi chúng ta đo trở kháng trên cái socket màn hình ok hết đúng không? Cái trở kháng, cái tổng trở của nó đủ thôi, không có mất, không có thiếu đường nào hết. Chúng ta tiến hành chúng ta thay thế cái con cấp áp màn hình. Thì thay thế con cấp áp màn hình mà vẫn không được thì thường á, chúng ta sẽ gỡ tháo con IC cấp áp ra. Tháo IC cấp áp ra để chúng ta đo từng cái chân trên cái men, coi những cái chân điều khiển của nó có bị mất như nào hay không đúng không? Thì lúc này đây chúng ta sẽ mở sang. Các bạn đo ha. Các bạn thấy mất cái đường nào đó, mất một vài cái đường nào đó đúng không? Rồi chúng ta sẽ mở sang cái chân ốc của iPhone 6 nè. ZDUP phải không? Nó hỗ trợ rất là tốt. Rồi. Bạn thấy không? Thì thường là cái đường màn hình là đường này là một. Rồi, đường thứ hai nữa là cái đường này. Bạn thấy không? Nó sẽ đi vô từ con IC nguồn, nè. Bạn thấy không? Nó điều khiển cái con IC cấp áp màn hình. IC nguồn nó đi qua điểm breakpoint này, bắt đầu nó mới đi vô IC cấp áp ha. Thì thường là do khi mà chúng ta siết ốc dài á, chúng ta làm lúng xuống cái main, nó làm đứt cái đường này. Nên con IC cấp áp này nó không có được cái chân điều khiển nữa, nên nó không hoạt động được. Thì các bạn chỉ việc cạo cái chân ốc ra. Thì cái clip mà để hướng dẫn cạo cái chân ốc á, thì mình sẽ làm ở những cái video căn bản sau này ha. Thì mình sẽ đặt nó trong cái web icfix.solution đó. Các bạn có thể vào cái trang web đó để các bạn xem và các bạn học từ từ đúng không? Rồi, thì các bạn cứ đo tổng trở từ. Thì thường thì ở đường màn hình, ở cái chân ốc này nó chỉ có hai đường liên quan đến đường màn hình thôi. Là đường này là một nè, đường này là hai nè. Thì hai đường hai hay đứt lắm. Cái đường này nó đi lên thẳng socket màn hình ha. Rồi, mà cái đường này các bạn đo trên socket, các bạn sẽ thấy nó thiếu cái đường này đúng không? Rồi, còn một cái trường hợp thứ ba nữa là khi mà chúng ta đo trở kháng đầy đủ, chúng ta đóng vào mà vẫn không lên màn hình này, tiếp tục chúng ta sẽ đo lên socket một lần nữa để xem nó có bị mất chân nào hay không các bạn ha. Rồi, còn có những cái trường hợp như mà chúng ta làm mãi làm không lên đúng không? Thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta đo rà trên socket một lần nữa, tại lúc này
Khi mở một cái máy zin đó, các bạn tháo ra, các bạn đo, ok hết, đúng không? Có nghĩa là cái máy nó chưa tác động nhiệt, nhưng mà khi mà các bạn đã có tác động nhiệt vào rồi á, mà nó vẫn không được á, thì các bạn nếu mà các bạn siêng á, các bạn có thể là đo rạ lại một lần nữa, các bạn sẽ thấy ha, sẽ có những cái chân data nó bị mất. Thì ở đây mình sẽ đo cho các bạn thấy một cái màn thực tế nó bị mất cái chân data lên cái cuộn dây đôi, các bạn thấy chưa? Mất ngay cái socket và mất trực tiếp ngay cái gốc của cái cuộn dây luôn. Đó các bạn thấy không? Thì lúc này mình sẽ tiếp tục mở Z đúp lên để mình sẽ các bạn xem cái đường này đi đâu ha. Các bạn thấy không? Khi mà chúng ta đo những cái đường đó, những cái đường mà trên cái cuộn dây đôi mà nó mất trở á, thì trở ra cái main iPhone 6 phóng to lên. Rồi. Con thấy à, những cái đường dây đôi này mất trở nè, các bạn đo tại đây mà nó mất trở đúng không? Tiếp tục chúng ta sẽ cạo ra, chúng ta đo tại đây. Nếu mà đo tại đây mà nó mất trở nữa thì con thấy nó đi thẳng vào CPU nè, lúc này đâu làm gì được nữa đâu, các bạn thấy chưa? Chân này cũng vậy. Thấy chưa? Rồi, chân này cũng vậy. Những cái cuộn dây đôi là những cái đường data vào thẳng CPU, nó không có đi qua bất kỳ điểm tích-pon nào hết. Thì ở những cái trường hợp này, nếu mà các bạn đo mà các bạn thấy nó mất trở thì đành phải bó tay thôi, không phải cái lỗi nào cũng sửa được các bạn ha. Rồi, như vậy thì mình sẽ tạm dừng cái video clip này ở đây. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video này. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.